Vì sao thi hài Đức Giáo Hoàng Nguyễn Đức 16 không mang giày ba-li-ôm? Không giống như các giáo hoàng qua đời tại chức, giáo hoàng danh dự Nguyễn Đức 16 qua đời ngày thứ Bảy 31 tháng 12, không mang giày ba-li-ôm. Giày vải trắng có 5 thánh giá mang trên cổ dành cho giáo hoàng tại chức và cho các tổng giám mục giáo phận. Ngày Chủ nhật 1 tháng 1 năm 2023, Vatican đăng những bức ảnh đầu tiên thi hài Đức Giáo Hoàng Nguyễn Đức Hoàng ở đăng viện nghệ giáo hội. Đức Giáo Hoàng Nguyễn Đức mặc chiếc áo lễ màu đỏ đơn giản, đội mũ mitra, chủ tràng hạt gỗ trên tay, ngài không mang giày ba-li-ôm của giám mục Roma. Không như các giáo hoàng tiền nhiệm qua đời khi tại chức, vì chỉ có giáo hoàng tại chức, với tư cách là giám mục Roma, cũng như các tổng giám mục giáo phận mới mang giày ba-li-ôm, nói lên sự hiệp thông chặt chẽ giữa giáo hoàng và các tổng giám mục. Ngài cũng không mang đôi giày đỏ như ngài thường mang, cũng không mặc áo tròn ngắn đỏ ngài thường mặc. Ông Matteo Bruni, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, thi hài của Đức Giáo Hoàng Nguyễn Đức 16 sẽ được quàng ở đền thờ Thánh Phêrô từ 9 giờ sáng thứ Hai đến 7 giờ chiều thứ Tư. Tang lễ sẽ được Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành ngày thứ Năm năm tháng tháng 1 năm 2023 lúc 9 giờ 30 phút sáng tại đền thờ Thánh Phêrô.